Chào mọi người, chúc mọi người một cái Tết miễn nhiễm với virus Corona. Và sau đây là phần tổng hợp tin tức mới nhất về con virus này để cho mọi người biết rõ hơn. Vào ngày 22 tháng 1 ở Đà Nẵng đã có một chuyến máy bay đến từ Vũ Hán đáp xuống sân bay Đà Nẵng đem theo 218 khách. Và cho đến hôm nay thì chỉ mới có 52 khách quay trở về Trung Quốc lại thôi. Còn số còn lại phải tới hết ngày 27 tháng 1 mới quay về. Và ở Đà Nẵng đã có 10 trường hợp nhập viện, trong đó có mấy người là Trung Quốc, một người Cộng hòa Séc và những người Việt Nam còn lại. Và cái điểm quan trọng nhất là những người này theo như trên báo nói là họ không phải đến từ Vũ Hán. Và những người Việt Nam mà bị hay gì đó đều là những người làm ở sân bay, có tiếp xúc với hành khách du lịch. Và cũng theo Sở Du lịch ở Đà Nẵng thì từ bây giờ cho tới hết mùng năm Tết thì vẫn còn ít nhất là 93 chuyến bay nữa sẽ đến từ Trung Quốc và đáp xuống Việt Nam. Trong khi đó, cũng ở trên báo thì đã có ca tử vong ở Thượng Hải, cách xa cái Vũ Hán đó, cùng chết vì cái bệnh virus Corona này. Các bạn nghĩ gì khi nghe những tin như vậy? Nếu tôi là người Việt Nam thì chắc chắn là tôi sẽ đặt câu hỏi tại sao cho tới bây giờ vẫn không cấm cái chuyến bay đến từ Vũ Hán nói riêng và các chuyến bay đến từ Trung Quốc nói chung để tránh sự lây nhiễm cho những người Việt Nam chúng ta. Thì trả lời về điều này thì Tổng cục Du lịch đã có nói là đã có những quy trình này nọ rồi cái kia, đã có những cái thiết bị này nọ. Thì cũng theo ở trên báo nói là virus Corona không thể phát hiện nó. Cái việc mà dùng máy mà đo thân nhiệt là hoàn toàn vô hiệu trước con virus này. Còn ở Sở Y tế Đà Nẵng nói thì khi nào mà khách sạn mà thấy có dấu hiệu gì đó thì nên báo cho Sở Y tế thông qua đường dây nóng. Theo như các bạn nghĩ, những người được đào tạo về y tế và với những người được đào tạo về ngành nhà hàng khách sạn thì ai sẽ là người có kinh nghiệm phòng chống bệnh tật tốt hơn? Ai phải là người làm cái việc đó? Là nhân viên y tế hay là nhân viên khách sạn? Và tại sao vẫn không cấm những chuyến bay? Tôi nghĩ đó có lẽ là một bài toán giữa du lịch và sức khỏe người dân Việt Nam. Nhưng nếu tôi là một người lãnh đạo, vài đồng tiền kiếm được từ du lịch với sức khỏe của 100 triệu người dân Việt Nam, tôi sẽ chọn sức khỏe của người dân. Tôi sẽ cấm toàn bộ tất cả các chuyến bay đến từ Vũ Hán nói riêng và đến từ Trung Quốc nói chung. Bởi vì bây giờ ngay cả những thành phố không phải từ Vũ Hán, nó cũng đã có sự xuất hiện của con virus đó lan rộng rồi. Việt Nam chúng ta ở quá gần Trung Quốc. Nếu chúng ta không có biện pháp quyết liệt ngăn cửa cẩn thận ngay từ cửa khẩu máy bay. Các bạn coi phim mà Sự Nổi Dậy Của Loài Khỉ, các bạn còn nhớ tập đầu tiên không? Cái khúc cuối phim á, ông đó ông ra sân bay một phát là từ sân bay con virus đó nó đi toàn bộ trên thế giới luôn. Thì hiện tại nó cũng giống y chang như vậy thôi. Sân bay là cái chỗ mầm bệnh lan truyền nhanh nhất, lẹ nhất và rất khó mà cơ bản ngăn cản nhất. Trong khi những phương pháp hiện tại như đo thân nhiệt đã không còn có tác dụng với cái con virus này, chưa kể là nó ủ bệnh, nó lây được gì đó, thì làm sao mình biết được? Con người không thể nào bằng mắt thường mà biết được hết trơn đó. Cách tốt nhất là phải cấm tất cả các chuyến bay, bất kể từ tỉnh nào của Trung Quốc cũng vậy. Giữa tiền đến từ du lịch và sức khỏe của 100 triệu người dân Việt Nam, nếu tôi là một người lãnh đạo, tôi sẽ chọn sức khỏe của người dân. Còn các bạn chọn gì? Các bạn có thể comment ở dưới đây. Mà tôi nghĩ các bạn cũng không muốn khác gì tôi đâu. Là người Việt Nam, các bạn có muốn bị bệnh hay không? Trong khi là đã có người ở sân bay tiếp xúc bị sốt rồi đó. Những cái này cần phải ngay lập tức học hỏi những nước trên thế giới. Phải cách ly. Cách ly không có phải là cứ thả cho đi vòng vòng là nói chưa có biểu hiện đáng nghi gì. Cách ly là những người mà đã lỡ tới rồi là cách ly, là phải cho vô một khu vực riêng biệt, ở đó theo dõi, chứ không phải để người ta muốn đi đâu mà đi. Nó không phải gọi là cách ly, cái đó là delay, chứ không phải là cách ly nữa. Tại vì nếu mà chúng ta không có những biện pháp cách ly rõ ràng nhất thì rất có khả năng nếu dịch nó bùng phát ra thì nguyên cả đất nước Việt Nam của chúng ta nói chung và Đà Nẵng nói riêng, hoặc là những cái thành phố nào mà có đường bay trực tiếp từ Trung Quốc qua như là Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt và những cái chỗ mà người Trung Quốc có thể thoải mái qua lại, nó hoàn toàn đều có thể trở thành những địa điểm sẽ bị cô lập, cách ly đối với cả thế giới luôn. Có ai muốn chuyện đó xảy ra không?
các bạn nghĩ như thế nào có thể comment lên dưới đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ngày mùng 2 điểm tin về con virus corona này. Tôi thực sự tôi cũng không có muốn làm cái này đâu, tại vì tôi cũng như các bạn, tôi cũng muốn là đón Tết là vui vẻ. Nhưng mà Tết thì Tết, virus, căn bệnh, nó không cần biết Tết hay không, đúng không các bạn? Tôi vừa tính ngừng cái clip nãy đây thì tôi thấy ở trên Facebook của một bạn tên là Phát Lê có quay lại cảnh một cái chiếc xe cứu thương đứng đậu ở ngay cái ngã tư mà Nguyễn Thị Minh Khai cắt với lại Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở ngay quận nhất ở Sài Gòn á. Thì có những người mặc đồ mà theo kiểu mà dùng để cách ly khử trùng đó, đi từ trong quán cà phê ra kèm theo mấy người lên trên xe ở ngay chỗ đó. Thì tôi không biết đó là cái gì, ai đang là vị đó, có bệnh gì ở ngay đó. Nhưng tôi nghĩ là trong cái tình huống như thế này, đang như vậy thì tôi có trách nhiệm cũng giống như các bạn đưa ra những thông tin để cho những người khác. Còn chuyện còn lại thì báo chí chắc một lát nữa là sẽ có tin tức thôi. Còn các bạn có thể làm gì bây giờ? Theo tôi nghĩ là các bạn nên tránh xa những chỗ đông người. Nếu mà có ra những chỗ đó vì lý do bắt buộc thì các bạn phải đeo khẩu trang cho thì kỹ. Cái loại mà nhiều bạn cũng hỏi tôi là bạn của tôi ba lúc trước có bán khẩu trang giờ còn không, thì thực sự là hết rồi bạn. Các bạn bây giờ có thể mua bất cứ loại nào cũng được, có thể là khẩu trang y tế hoặc là những cái loại khẩu trang mà đeo lên mặt sexy hay gì, các bạn đeo 2-3 cái cho chắc ăn. Tại vì bây giờ là thực sự là không có kiếm được cái khẩu trang nào khác nữa hết trơn đó, tất cả đều hết hàng hết rồi. Chúng ta cần phải tự bảo vệ mình và bản thân trước cái tình hình này thôi vậy ha.